Lại với kênh YouTube của mình, video ngày hôm nay mình sẽ vẽ về bức tranh cái cưa để gửi tặng các bạn. Và mình rất mong rằng các bạn hãy ấn like và ấn đăng ký kênh khi xem video của mình để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Để vẽ bức tranh cái cưa, đầu tiên mình sẽ phải đi các họa hình dáng của cái cưa. Vẽ lấy riêng điện thoại để lên cứ để cái chỗ cũ nha. Như vậy là mình đã phác họa xong hình dáng của cái cưa. Bây giờ mình sẽ đi tô in đậm lại cho bức tranh của mình. Mình sẽ đi tô để cho bức tranh của mình. Khi các bạn đi tô rồi lại chảy thì các bạn tô lần sau tránh cái nó chảy mình đi ra bên ngoài. Mình sẽ dùng tại đi những nét thừa trong bức tranh của mình.
Như vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh cái cửa. Trong quá trình vẽ bức tranh, các bạn thấy hay và đẹp thì hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh.